Cho nên Đức Thầy nói là cảnh Tây Thiên báo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dưỡng. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Như vậy thì trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu thì chúng ta ráng lo tu thì không còn chuyển sanh ở trong lục đạo luân hồi nữa. Trong lục đạo quý vị biết là gì? Cõi trời, cõi thần, cõi người, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục, nó gọi là lục đạo luân hồi. Dạ thưa chú ba, thì trong chấm giảng của Đức Thầy đó chú ba, có bốn câu giảng. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo dưới lý, từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa, cho kỹ mà nhờ. Là ngụ ý là Đức Thầy nói bốn câu giảng này như thế nào. Mong chú ba trình giải cho em cháu nghe và cô bác nghe để cùng tu cùng tiến. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thầy Tôn Kính. Lễ Pháp cũng kính liệt quý vị. Kính thưa toàn thể quý hiền đệ, vừa qua quý vị đã nêu ra trong sấm thi Đức Thầy qua một đoạn giảng. Thì trước khi đi vào phần trao đổi về trong sấm thi Đức Thầy, chúng tôi cũng không quên cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi phổ độ cho bá tánh, cho đất nước Việt Nam hòa bình an lạc, tín đồ Phật giáo hoàn hảo được tu theo giáo lý của Đức Thầy cho đến ngày trọn lành trọn sáng, như lời Đức Thầy đã chỉ dạy trong điều răn cấm thứ 8. Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai dĩ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo, hoàn toàn để trở lại cứu giúp chúng sanh và phổ độ quá thánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì qua câu hỏi của quý hiền đệ đã nêu ra trong giác mê tâm kệ, thì cái phẩm giác mê tâm kệ này sao thường trong phần nhận định của quý chú ngày xưa đó thì nói là từ quyển cũng như là khuyên người đời tu niệm, người ta gọi là quyển nhất, tức là quyển nhất. Còn đến quyển nhì gọi là kệ dân của người khùng. Thứ ba là sám giảng, gọi là sám giảng quyển ba. Thứ tư là giác mê tâm kệ. Thứ năm đó là khuyến thiện. Thì đánh theo cái số thứ tự thì 1, 2, 4, 5 cho đến là tôn chỉ hành đạo, gọi là quyển 6. Chứ thật ra thì những cái Đức Thầy đặt cái tựa trong đó gì đó nghe rất chính xác à. Sám giảng, giác mê tâm kệ, khuyến thiện, sau cùng là quyển sách nhỏ mà đa số thì chúng ta gọi là phần tôn chỉ hành đạo. Thì qua câu hỏi của quý hiền đệ đã nêu ra đó, thì chúng ta sẽ thấy mình cũng nên định nghĩa một vài từ trong cái phẩm gọi là giác mê tâm kệ. Sao gọi là giác mê tâm kệ? Chỉ giác tức là thức tỉnh. Giác tức là thức tỉnh, gọi là giác ngộ, để con người đó trở về cái con đường lành. Mê tức là con người chúng ta ở thế gian này thì chúng ta đa số thì chúng ta mê danh, mê lợi, mê tình, có thể nói là biết bao nhiêu những cái điều mà nó cám dỗ chúng ta ở trong cái thế gian này.
rồi đến là tham, tham, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế, biết bao nhiêu những sự ham muốn. Ở chỗ đó là giác mê tâm kệ, tức là cái quyển kệ nằm lòng. Tâm tức là cái nghĩa của cái chữ tâm, thì là dịch nghĩa là lòng. Thì quý vị có nghe những cái đề khác đó, chữ tâm thì chúng tôi cũng giải rất là nhiều, là như tam điểm, như tinh tưởng, bành câu, tợ, nguyệt tà, phi mau, tùng, thử, đắc, tố, Phật, giả, do, tha. Cái nghĩa là ba chấm hình, ba gì sao sáng, một dành câu, móc tợ, trăng liềm, bới lông tìm rõ được Phật, do đó Phật thánh đều do đó mà ra. Còn trong kinh Pháp Cú nữa là trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ta nói hay làm với tâm ô nhiễm thì khổ não sẽ theo ta như bánh xe đang theo chân con vật kéo xe. Do đó thì cái chữ tâm mà trong cái tựa là giác mê tâm kệ, tức là thức tỉnh con người chúng ta, để lại một cái nơi tâm mình một cái quyển kinh để nằm lòng, để chúng ta nương vào đó mà tu đến ngày giải thoát viên mãn, tức là quyển kệ nằm lòng. Mà trong kinh thường nói là kệ giả là kiệt giả, nhiếp nghĩa tận cố, danh di kệ. Như vậy thì một cái thời kinh Đức Phật thuyết ra thì trong đó ngài tóm lược là ý nghĩa chính, gọi là kệ, gọi là kinh kệ. Mà trong cái quyển này thì để là giác mê tâm kệ. Như vậy thì thức tỉnh con người chúng ta trở về con đường lành đó, để nương vào đó mà chúng ta nương vào cái giác mê tâm kệ này sẽ được giải thoát đó, trong hiện tại. Rồi chúng ta trút hơi thở cuối cùng được giải thoát hoàn toàn. Ở thế gian thì chúng ta còn sống thì mình có thể là giải thoát từng phần trong hiện tại. Còn khi mà nếu chúng ta tu, ráng lo tu niệm Phật giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì là giải thoát hoàn toàn, không còn khổ đau nữa. Như vậy thì cái tựa chính của cái trong cái bốn câu hỏi của quý hiền đệ đã nêu ra đó, thì Đức Thầy dạy là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo với lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý, nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Thì ở đây một đoạn rất là dài mà quý hiền đệ đã nêu ra có bốn câu mà thôi. Thì hỏi đâu mình trả lời đó, nếu mình nói thêm thì nó không được, phải không? Nó vượt lề. Thì vậy thì trong cái từ mà trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, trong chúng sanh là ai? Có thể chúng ta tạm hiểu chúng sanh ở đây nói là từ cửu giới chúng sanh. Là Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn, cõi trời, cõi thần, cõi người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Còn nếu nói thêm nữa thì có thể nói là trong chúng sanh ở trong noãn thai thấp quá, cái phần nó thấp hơn. Vì chúng sanh ở đây mình tạm hiểu là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, chúng sanh là ám chỉ cho từ Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát còn đối với Phật ngài còn chướng ngại, chưa được giải thoát hoàn toàn, cho nên mới tu đến quả diệu giác. Cho nên các vị Bồ Tát phải học Phật để chứng vào cái quả vị Như Lai, tức là Phật. Cho nên các vị Bồ Tát thì đối với Phật thì ngài chướng ngại, còn đối với chúng sanh như ta thì không chướng ngại. Do đó mà mình tạm hiểu mình gọi là chúng sanh, tức là ở trong cái cõi ta bà này mình là một trong những chúng sanh đó. Mà Đức Thầy đã khẳng định là trong chúng sanh phải nghĩ tận đuôi đầu à, thì phải từ nơi cái tâm hồn của chúng ta phải ráng lo tu làm thế nào. Đức Phật thì cũng từ nơi chúng sanh mà ngài tu, cũng từ nơi có người mà tu đến chỗ giải thoát.
rồi Bồ Tát Viên Giác Thinh Văn, cõi trời, cõi người, cõi thần, súc sanh ngạ quỷ địa ngục, thì tạo tội hay thiên đường địa ngục hay cũng do tâm chúng ta mà thôi. Mà do đó mà Đức Thầy dạy chúng ta là trong chúng sanh nghĩ tận đủ đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Thì có nhiều người nói cái đuôi ở đâu, cái đầu ở đâu. Có thể nói trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, tức là nghĩ tận cùng nơi cái kiếp sống con người là kiếp khổ. Mà Đức Thầy khẳng định là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Bên kia thì là tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Vì nghĩ tận đuôi đầu, tức là chúng ta sống ở trong thế gian này, ai cũng phải theo cái định lệ là sanh, lão, bệnh, tử, mua cầu bắt đắc, ái biệt ly, quan thoái hội, ưu sầu lo ngại. Mà trong tám điều khổ này có thể nói là sanh muôn ngàn sự khổ não kia. Mà Đức Thầy đã khẳng định là những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Như vậy thì ai ai cũng phải theo cái định lệ này, sanh già bệnh chết, buôn cầu bắt đắc, ái biệt liên quan tới hội u sầu lo ngại. Hay là nói rõ hơn là sống trong cái cõi này lại gọi là thành trụ hoại không, hoặc giả là sanh trụ dị diệt. Nó có thành, nó có trụ rồi thì thời gian nó sẽ qua diệt. Vì thì muốn nói cái chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, tức là phải nghĩ cái kiếp sống con người chúng ta là kiếp khổ. Mà Đức Thầy nói là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, phải không? Phải câu đó không? Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Đã ta bà khổ rồi mà thêm ta bà khổ nữa. Bởi ta bà giải dịch nghĩa thì là kham nhẫn, tức là chịu muôn điều sự khổ não kể chẳng xiết. Mà lại là cái khổ rồi là thêm chồng thêm cái khổ nữa. Như vậy thì cái khổ này nó có thể nó sẽ mãi mãi. Nó hết đến đời mình, đời con, đời cháu, rồi hết kiếp này sang kiếp khác, hết kiếp khác sang kiếp khác nữa. Có thể nói là theo lời Đức Phật hay Đức Thầy nói gọi là sống trong, nếu mê muội thì chúng ta sống trong bánh xe luân hồi, phải không? Bánh xe luân hồi tức là nó xoay tròn hoài, nó không có đầu mối. Thì kiếp sống con người chúng ta chứ, hết lên cõi trời rồi là cuối cùng là xuống địa ngục, rồi hết địa ngục về cõi trời, nó xoay chuyển hoài. Mà Đức Thầy đã khẳng định là chuyển luân trong nhân vật các loài, căn mờ ám làm điều giả dối. Như vậy thì con người chúng ta sống ở đây gọi là cái kiếp sống gọi là đau khổ, là kham nhẫn, chịu muôn điều khổ não kể chẳng xiết. Có thể từ khi mà sanh rồi già, già bệnh chết, rồi đến mà giai đoạn mà ái biệt ly nữa. Khi mà người thân mình, cái người mình thương mà lại chia lìa, thì quý vị thấy cái đến đó mình thấy cảm xúc nó khổ sở như thế nào. Cũng như Đức Thầy diễn tả một đoạn quý vị biết là đoạn thứ 6 biệt ly cay đắng. Người mình thương bóng lại chia lìa, khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót. Ở thế gian mấy ai thoát lọt, nợ gia đình đeo đắm căn duyên, cơn nguy nghèo thân thể truân chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong mày. Cuộc tan hiệp hiệp tan ân ái, đến xong đời để lại sâu ưu. Cái khổ này giàu lắm trí mưu, cũng chung chịu như người tâm tôi. Thì quý vị biết Đức Thầy đã diễn tả một cái đoạn trong cái địa
ái biệt ly mà thôi. Thì quý vị thấy cái khổ sở như thế nào? Do đó mà con người chúng ta phải biết được cái khổ, rồi chúng ta phải tìm cái an vui. Phải biết ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Hay trong kinh thường nói là ta bà khổ, ta bà chi khổ thì năng sổ. Đó. Tức là cái khổ rồi nó chồng thêm một cái khổ nữa. Cho nên đặt đến cuộc đời người này, đến người khác, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Nhân loại nói chung trên thế giới này, ai cũng phải theo định lệ này hết. Do đó chúng ta phải nghe lời của Đức Phật, nghe lời Đức Thầy đã chỉ dạy, để tìm một cái phương pháp để thoát ra. Thì chúng ta mới về cảnh giới an vui, không còn khổ đau nữa. Vậy thì trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, tức là cái khổ ở trong ta bà này. Đó. Cái đầu tiên tức là cái khổ của sanh già bệnh chết. Do đó mà chúng ta biết khổ rồi, chúng ta phải tìm cái chỗ an vui. Chứ đúng là có thời gian thì chúng ta đọc hết 8 điều khổ, rồi Đức Thầy giảng về nghĩ tận đuôi đầu, tức là nói về 8 điều vui cực lạc, thì chúng ta mới hiểu hết được cái phần Đức Thầy đã giải thích qua cái phần nói về 8 điều khổ. Khi mà hiểu về cái khổ rồi, chúng ta mới tìm cái hạnh phúc an vui. Cũng như nếu nói về phân tách, khi mà chúng ta đã về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi đó, thì trong cái 8 điều khổ này nó chuyển 8 điều vui. Vui thay sen, vui bất lão, vui vô bệnh, vui đồng thọ, vui như ý, vui hải hội, vui hòa thuận và vui thanh nhã. Vậy thì cái khổ ta bà gọi là cái khổ ở cái đầu tiên mà chúng ta khi sinh ra thì chúng ta phải thọ khổ. Khi quý vị sinh ra thì ở Đức, Nhật hay là Mỹ gì đó, khi sinh ra không ai mà cười hiểu quý vị. Khóc không à. Thì để nếm, Đức Thầy nói là nếm cái mùi đau khổ của con người chúng ta có thể ăn cái gian này. Vậy thì nghĩ tận đuôi đầu, tức là nghĩ tận đến cái khổ cùng cực của con người chúng ta, rồi chúng ta phải tìm cái hạnh phúc an vui. Vậy thì an vui đó là cái về cực lạc mới là hết khổ. Cho nên Đức Thầy nói là thần thức nhập thai xen tinh mạo, nên khỏi màn lo nổi khổ sanh. Đó là vui thai sen, rồi là vui bất lão, thể thanh tịnh thường không quyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa, phải không? Nếu đọc đoạn đó đó, không phải, mình dẫn về trong 8 điều vui á, về ở cực lạc là thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màng lo nổi khổ sanh, tức là vui thai sen. Thân thì thân công đức hiền lành, bất chi dịch khỏi gì khổ lão. Vui thai sen xui vui bất lão, vui vô bệnh. Thể thanh tịnh thường không quyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa. Khổ bệnh kia bởi đó bà chừa, ta thoát cuộc lao đau vì nó. Tức là vui thai sen, vui bất lão, vui vô bệnh, rồi là vui đồng thọ. Cả hải chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắn đo. Dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. À, rồi khi mà vui với ý, cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Rồi đến là vui hải hội, cả hải chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắn đo. Dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Rồi đến là vui hòa thuận, chữ hòa thuận kể sao cho siết, tâm đồng nhau thượng thiện vui dày. Cảnh như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã. Sẵn dĩ ngôi rành phân thượng hạ, khỏi khổ cầu
quán ghét gặp nhau, thân tâm thường trôi hết rạc rào, chất thô trượt tiêu tan mất cả. Đến vô thứ 8 là sau cùng là cõi tịnh độ lắm điều thanh nhà, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chúng ta bà tim lũng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Cho nên Đức Thầy kết luận cái đoạn này là khi mà nói về những cái nỗi khổ con người thế gian, sau đó Đức Thầy giảng luận về tám đường vô cực lạc, Ngài kết luận là ôi cả xa hèn chẳng ai thông thả, sao những sanh cứ mãi đắm say. Như vậy thì chúng ta sống ở thế gian này là cái cõi khổ, gọi là nghĩ tận cái khổ ở thế gian này. Rồi chúng ta phải nghĩ đến cái cảnh giới an vui mà Đức Thầy đã diễn tả. Như vậy thì biết khổ, chúng ta phải là tìm cách để lìa cái khổ, phải tìm cái hạnh phúc an vui. Mà chúng tôi đọc một đoạn nói với Thầy giảng luận về tám đời vui cực lạc. Như vậy thì con người chúng ta thế gian này, nếu chúng ta tu được giải thoát, giảng sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc Đức Phật A-di-đà rồi, thì cái ngũ trược đó quý vị nó chuyển thành là ngũ thanh. Ngũ trược quý vị biết là gì rồi, phải không? Kiếp trược cái gì? Đúng rồi. Chuyển thành là gì? Là thanh tịnh hải hậu. Rồi kiến trược là gì? Kiến trược đó chuyển thành là vô lượng quang. Còn phiền não trược chuyển thành là thường tịch quang. Chúng sanh trược chuyển thành là liên hoa quá thân. Mạng trược chuyển thành là vô lượng thọ. Như vậy thì kiếp trược con người chúng ta là mình, Đức Thầy đã diễn tả một đoạn ở trong, nhớ là trong Giác Mê Tâm Kệ này, phải không quý vị? Hay là bên Phiến Thiện gì đó? Bên Quyển Năm. À, Quyển Năm là Phiến Thiện. Thì quý vị biết được cái ngũ trược ác thế là cái cõi khổ con người chúng ta. Mình không có thời gian đọc hết cái đoạn nói về cái ngũ trược. Ngũ trược mà nó chuyển thành là ngũ thanh. Như vậy thì trong chúng sanh nghĩ tận đủ đầu, cái đầu tức là cái khổ của ở thế gian, thì cái sau cùng là chúng ta phải nhận định được cái kiếp sống vô thường rồi, phải là cầu giảng sanh về Tây Phương cực lạc, tức là hưởng cái cảnh giới là không còn khổ đau nữa. Vì trong chúng sanh nghĩ tận đủ đầu về cực lạc. Bởi sao hai chữ cực lạc? Cực lạc là gì? Hai chữ cực lạc tức là tột vui. Tức là cái vui nó không bằng cái vui thế gian này, thì nó vui trong một giai đoạn, trong một thời gian nào đó mà thôi. Vui sum hiệp trong gia đình, trong bè bạn, trong ăn chơi, xa xí, cái đó là vui trong một cái giai đoạn nào đó. Còn khi mà giảng sanh về Tây Phương cực lạc Đức Phật A-di-đà thì cái vui mãi mãi trường tồn, không còn khổ đau nữa. Đó là mới là trong chúng sanh nghĩ tận đủ đầu về cực lạc mới là hết khổ. Khi mà chúng ta đã giảng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới Đức Phật A-di-đà rồi, không còn khổ đau nữa gì. Hai chữ cực lạc tức là tột vui. Vì cái từ mà cực lạc á, trong kinh thường có nhiều từ. Cực lạc, lạc bang, tây thiên, thiên trước hay là Phật quốc cũng là cực lạc. Cho nên Đức Thầy nói là cảnh tây thiên báo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dưỡng. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Như vậy thì trong chúng sanh nghĩ tận đu đầu thì chúng ta ráng lo tu thì không còn chuyển sanh ở trong lục đạo luân hồi nữa. Trong lục đạo quý vị biết là gì? Cõi trời, cõi thần, cõi người, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục, nó gọi là lục đạo luân hồi. Thì con người chúng ta nó xây chuyển là từ khi mà chúng ta làm phước rồi được chuyển về cõi trời, mà ở cõi trời hưởng hết phước sẽ đảo lại luân hồi tùy theo cái nghiệp của mình.
Tùy theo cái nghiệp của mình mà đọa vào ba đường ác, địa ngục hay ngạ quỷ súc sanh. Nếu chúng ta có tạo được tam can, ngũ thường, tam quy, ngũ giới thì được kiếp ra sinh được thân người. Còn nếu không thì chúng ta đọa vào ba đường ác, rồi biết đời nào quý vị. Cho nên Đức Thầy khẳng định là trong chúng sanh, nó chuyển lưng trong nhân vật các loài, căn mờ ám làm điều dại dột. Đó. Như vậy thì kiếp sống con người chúng ta là kiếp sống đau khổ. Ở thế gian này phải nghĩ được tận cùng cái chuyện khổ đau, rồi chúng ta phải nghĩ được cái cảnh giới an vui. Qua lời của Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ dạy thì mới tìm một cái con đường thoát. Ở trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Vì thì cực lạc tức là cái cõi tột vui. Vì qua phần cực lạc mà A Di Đà Kinh Đức Phật nói thế này: bây giờ Đức Phật bảo Ngài trưởng là lão Xá Lợi Phất từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua hết 10 ước Phật độ, có một thế giới gọi là cực lạc. Cõi ấy Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Ngài nói là Xá Lợi Phất ơi, cõi ấy vì sao gọi là cực lạc? Đức Phật trả lời: cõi ấy chúng sanh không có những khổ, chỉ hưởng những vui, bởi thế cho nên gọi là cực lạc. Lại còn đây nữa Xá Lợi Phất ơi, cõi cực lạc có 7 lần dậu rào, 7 lần lưới giăng che, 7 hàng cây làm tứ bảo xung quanh, bởi thế nó kia gọi là cực lạc. Lại còn đây nữa Xá Lợi Phất ơi, cõi cực lạc có ao thất bảo, trong ao đầy nước mát công đức, đáy ao thùng bạc bằng cát và óng ánh, bốn bên bờ ao bực lên lối đi làm bằng vàng bạc lưu pha lê, trên có lầu gác cũng làm toàn bằng vàng bạc lưu pha lê, xa cừ xích châu mã não, hoa sen trong ao to bằng bánh xe, màu xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng, màu đỏ sáng đỏ, màu trắng sáng trắng, nhiệm màu thơm sạch. Đó là một đoạn kinh A Di Đà mà Đức Phật đã giảng thuyết. Mà đặc biệt cái cảnh giới cực lạc này là Đức Phật đã giới thiệu với ông Xá Lợi Phất quý vị. Những cái phần mà hỏi về Phật Pháp, A Nan đại diện hoặc là các vị đại đệ tử khác, đặc biệt cái riêng với pháp môn tịnh độ này mà Đức Phật Ngài hướng về ông Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất. Nếu cái người không có hiểu biết được thì chúng ta có nghi nan. Cho nên Đức Phật phải là hướng về ông Xá Lợi Phất là bậc trí huệ. Như vậy thì nếu chúng ta tin về pháp môn tịnh độ là người đó đã có trí tuệ, đã có hiểu biết, nhận định được cái khổ cái vui mới tìm một hạnh phúc an vui nào đó. Chỉ thì qua cái đoạn mà Đức Thầy đã dạy trong giác mê tâm kệ đó là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Vì cực lạc tức là một cõi an vui không còn khổ đau nữa. Vì thì cực lạc tức là cái cõi tột vui. Ta bà là tột khổ. Biết bao nhiêu chỗ Đức Phật A Di Đà Ngài đã dẫn luận ở trong 48 lời đại thệ nguyện. Ở đây chúng tôi dẫn ra một vài phần nào trong 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà để anh em chúng ta tìm hiểu, để rồi chúng ta phải ráng cố gắng lo niệm Phật để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cũng như trong cái lời nguyện thứ ba mà Đức Phật đã nguyện là: lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, thân hình cái tốt người xấu chẳng đồng nhau thời, tôi không ở ngôi chánh giác. Vì những người giảng sanh về cảnh giới Tây Phương, Đức Phật A Di Đà hoàn toàn là những người là tốt đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh. Cái người về đó toàn là thân bằng vàng quý vị, thân kim cương na la diên. Cũng như cái lời nguyện là 25 đó: Đức Phật nguyện là lúc tôi thành Phật, Bồ Tát trong cõi nước tôi chẳng được thân kim cương na la diên thời, tôi không ở ngôi chánh giác. Vì những người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không còn khổ đau nữa. Cái người về đó rồi sẽ chứng vào A Bệ Bạc Trí, tức là bất thối chuyển, không còn khổ đau. Như vậy thì về cực lạc, Đức Thầy khẳng định là về cực lạc mới là hết khổ. Còn ở đây chúng ta còn khổ mãi quý vị à. Khổ mãi, khổ hoài. Nó khổ rồi là triền miên, đời đời kiếp kiếp. Lặn hợp trong ba cõi sáu đường, lên lên xuống xuống, nó sợ hết trôi lăn trong ba đường sáu nẻo này hoài vậy đó. Cho nên Đức Thầy khẳng định là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Chỉ thì về cảnh giới Tây Phương được Phật, Đức Phật A Di Đà không còn khổ đau nữa. Biết bao nhiêu chỗ mà Đức Phật đã diễn tả cái cảnh giới Tây Phương cực lạc, mà khi mà chúng ta về đó rồi
sẽ được là tự tại vô ngại, muốn gì được nấy. Cho nên trong cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà nguyện 31 ngàn nguyện, lúc tôi thành Phật, cõi nhất tôi thanh tịnh nơi nơi đều số thấy tất cả vô lượng vô số bất cả thứ gì tư nghị thế giới mười phương như cái mặt mình trong gương sáng, nếu chẳng được như vậy thời chứ không ở ngôi chánh giác. Đó là lời nguyện thứ 31 của Đức Phật đã nguyện. Còn lời nguyện thứ 32, cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà toàn bằng vàng, quý vị. Lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi từ mặt đất vàng lên đến hư không lầu nhà cung điện, ao nước hoa cây, tất cả vạn vật đều là vô lượng chất báo và trăm nghìn thứ hương chung lại mà thành. Vạn vật đều xinh đẹp kỳ diệu hơn trời người, mùi thơm song khóc thập phương thế giới, Bồ Tát các nơi ngửi mùi thơm này đều tu hành của Phật, nếu chẳng được như vậy thời chứ không ở ngôi chánh giác. Còn lời nguyện thứ 38, Đức Phật nguyện về cách ăn mặc ở. Lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi muốn y phục, thời y phục tốt đúng pháp liền theo tâm niệm người đó mà tự nhiên đến trên thân, nếu còn phải cắt may nhuộm giặt thời tôi không ở ngôi chánh giác. Qua những cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, ngài đã dạy chúng ta để nương vào pháp môn tịnh độ này mà khi giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà không còn khổ đau nữa quý vị. Còn nếu không ở thế gian này rồi, dầu cho vua quan dân giả cỡ nào ăn sung mặc sướng cỡ nào đi nó đi nữa thì chúng ta không phải theo cái định lệ là sanh già bệnh chết mà thôi, không thể nào tránh khỏi được cái con đường này. Trong ba cõi sáu đường này phải lên xuống xuống mãi như vậy. Do đó mà những người dẫn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, cái người tối thiểu phải được là ngũ thông của gì. Cái ngũ thông của người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc rất là siêu việt. Ở đây chúng tôi nói rồi để quý vị mà tìm hiểu, để chúng ta ráng nhàm chán cái cảnh ta bà này, phải cầu sanh về Cực Lạc. Mới đó là hiểu cái chỗ là nghĩ tận đuôi đầu về Cực Lạc mới là hết khổ. Cũng như cái lời nguyện thứ năm Đức Phật nguyện, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có túc mạng thông, ít nhất là biết rõ những việc trong nghìn ức na do tha kiếp thời được không ở ngôi chánh giác. Và điều nguyện thứ là sáu, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng đặng thiên nhãn, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na do tha thế giới của chư Phật thời được không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ bảy, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhĩ, ít nhất là nghe và thọ trì tất cả lời thuyết pháp trăm nghìn ức na do tha Đức Phật thời được không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tám, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được tha tâm trí, ít nhất là biết rõ những tâm niệm của tất cả chúng sanh trong nghìn nước na do tha thế giới thời được không có ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ chín, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thần túc khỏa một niệm, ít nhất là lướt khỏi qua trăm nghìn nước na do tha thế giới của chư Phật thời được không ở ngôi chánh giác. Mình tưởng Hà Nội đã tới Hà Nội rồi, tưởng nước ngoài đã tới nước ngoài. Cho nên cái thần túc thông của người giảng sanh về Cực Lạc nó siêu việt. Có thể nói là căn cứ vào trong kinh mà Đức Phật A Di Đà, trong mà kinh A Di Đà mà Đức Phật ngài thuyết đó, lúc mà Đức Phật ngài diễn tả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rất là trang nghiêm và thanh tịnh, thì lúc đó ông Mục Kiền Liên, ông là thần thông đệ nhất đó. Trong thập đại đệ tử mà ông là thần thông đệ nhất, ông dùng thần thông đi quý vị, ông đi đâu có tới, ông đi lạc vô nước Tu Di Tướng đó. Rồi trong khi đó lạc vô nước Tu Di Tướng rồi ông đi xanh quanh cái bình cái bát đó, rồi tất cả đệ tử nói là con di trùng. Lúc đó là Đức Phật ở cái cõi Tu Di Tướng, người nói đừng, các con đừng nói là di trùng, đó là Mục Kiền Liên đó, là đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì ổng nghe Đức Phật thuyết giảng nói về tịnh độ trang nghiêm thanh tịnh, ổng dùng thần thông mà ổng đi lạc vô nước của chúng ta. Thì quý vị thấy cái thần thông của người giảng sanh về Cực Lạc rất là siêu việt, có thể nó vượt hơn cái người tu tự lực, là chúng ta duyên mai tốt phước là được cái tha lực Đức Phật A Di Đà. Vậy thì Đức Thầy nói là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về Cực Lạc mới là hết khổ. Rồi đến là đạo chí lý từ đây nhiều chỗ. Nhiều chỗ luôn vậy à. Bây giờ có thể nói là lan tràn. Bây giờ Đức Thầy đã vắng mặt rồi. Thì quý vị, quý vị biết Đức Thầy vắng mặt bao nhiêu năm chưa? Tính vắng mặt là năm nay là 77 năm rồi. Nếu tính là 2024 là 77 năm Đức Thầy vắng mặt.
Thì bây giờ mạnh ai nó xưng cái gì à? Ông nào cũng xưng tôi là Phật, là Thánh, là Tiên, là Thần gì đó, là mạnh ai nó xưng. Thì nếu chú xưng thì chúng ta phải xẹp. Nếu cái người xưng thì có ngày xẹp à? Phật đó là Phật giả của nó. Phật mà tự mình vỗ ngực mà xưng bỉnh bỉnh này kia, nó tức là Phật Phật giả, chứ không phải là Phật thiệt. Phật thì Ngài không có xưng. Cho nên cái chữ Phật mà thường thường trong kinh thường giải thích đó, hai chữ Thế Tôn là gì? Thế Tôn tức là người thế gian tôn Ngài lên là Phật, tức là Thế Tôn. Cho nên đặc biệt Đức Phật thì phải có 10 hiệu. Mà khi nào mình được 10 hiệu hả xưng nha? Thấy Thiện Tâm được 10 hiệu hả xưng à? Một là Như Lai nè, hai Ứng Cúng mà, ba Chánh Biến Tri nè, bốn Minh Hạnh Túc nè, năm Thiện Thệ, sáu Thế Gian Giải, bảy Địa Ngự Trượng Phu, tám Vô Thượng Sĩ, chín Vô Thượng Sĩ, chín là một Như Lai, hai Ứng Cúng, ba Chánh Biến Tri, bốn Minh Hạnh Túc, năm Thiện Thệ, sáu Thế Gian Giải, bảy Địa Ngự Trượng Phu, tám Thiên Nhân Sư, Vô Thượng Sĩ, chín Thiên Như, chín Thiên Nhân Sư, mười Phật Thế Tôn, tức là 10 hiệu. Khi nào mình được 10 hiệu mình mới xưng quý vị. Cho nên các vị Bồ Tát thì Ngài tuy có lục thông chứ chưa được 10 hiệu. Khi nào mình được là 10 hiệu mà ở thế gian tôn sùng mình lên, gọi hai chữ Thế Tôn đó, tức là người thế gian tôn mình lên là Phật. Chứ không phải tự mình xưng nữa mình là Phật. Nếu Phật mà Phật xưng là Phật giả không à, chứ không có Phật thiệt. Cho nên cái câu chuyện bên thầy mà Đức Thầy có kể lại ông Út bà Út đó, nói sau này á, Ngài vắng mặt rồi á, đừng ai tìm thầy. Nếu mình tìm là lầm của gì à? Bây giờ ta giả ra, nó giả thì khi á là tóc ngang vai, giống thịt thầy luôn. Cũng như ngày xưa quý vị biết là cái câu chuyện ông Cao Bá Hấn bị giết là bị bên Long Châu đó. Ông Ba Bốn đó. Thì quý vị biết ông Cao Bá Hấn là thuộc cái dạng ổng là thơ ký Đức Thầy, ổng đặc biệt là gần gũi thầy. Mà ổng có cái tài là ổng viết chữ viết hai tay luôn. Đặc biệt ông Cao Bá Hấn nghề võ đặc luôn. Mà nhưng vì cái bị lọt vào cái bẫy rập của các những người đó, lúc mà ổng đánh Long Châu đó ở trên núi Cấm thì nó mới theo về tới An Hòa Tự đó. Nó đột nhập vào đó là nó ở trong chùa đó. Ông Cao Bá Hấn về ở đó. Thì khi mà ông mới vừa cúng rồi ông lột áo chàng. Thì lột áo chàng thì hai tay nó xuôi ra làm sao rồi? Thì trong đó là hoàn toàn của cái đạo Ba Bốn không? Của Long Châu không? Rồi mới kéo lo thúc kế ổng rồi mới giết ổng. Chứ Cao Bá Hấn mà nó chung lợi là mười mấy hai chục người là đụng với ổng là không có nhầm gì chứ. Ngày võ rất là giỏi. Đó. Mà thêm có cái tài là viết chữ là hai tay luôn. Dạ. Thành ra mình thấy cái đặc biệt của cái người mà như Đức Thầy đó là ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo. Phải không? Đức Thầy không có xưng. Đó bậc Đức Thầy rồi đó, mà Đức Thầy Ngài có ta chẳng hoàn toàn thông thạo. Thì mình thử hỏi cái người thế nào? Khi nào mà mình được là có bốn đức từ bi hỷ xả rồi đó, hay hoặc là trong 10 hiệu đó đó, mình hóa sinh. Thấy không Tâm? Khi nào mình được đi hóa sinh. Còn nếu không thôi Nam Mô Di Đà Phật. Niệm Nam Mô Di Đà Phật đi à, thì chúng ta mới được kết quả. Cho nên Đức Thầy dạy là lửa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thợ khéo sơn gia, thì sau này đến lúc phong ba, giông gió lớn cột kèo khỏi gãy. À, đến đó rồi chúng ta rồi muốn trở về cái con đường hướng thiện về của giáo lý Đức Thầy thì đã muộn rồi. Cho nên Đức Thầy nói là làm đường ngay thẳng có thần đổ cho, hay là hãy ráng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Bây giờ mình ráng lo ăn chay, cúng lại niệm Phật, làm lành giữ giới đi. Rồi một ngày nào đó Đức Thầy trở về tìm mình. À, Đức Thầy đã vắng mặt. Trường hợp quý vị thấy ông không phải là một bậc là siêu thoát như là
ông cụ Nguyễn hay là Đức Cố. Như cái câu chuyện bên thầy thì quý vị đã biết là Đức Thầy dắt cái ông đi Tà Lơn đó, kêu đem đồ lớn theo nha. Thì lúc mà gặp là cụ Nguyễn đó, thì Đức Thầy nói ông cả à, ông biết đây là ai không? Người ta ông gọi là Nguyễn Trung Trực, ta nói giết ở Thạch Giá đó. Ông về đây, ông tu ở trên núi này Tà Lơn đó. Rồi đi lâu lâu một phút nữa gặp Đức Cố. Rồi Đức Thầy kêu ông mặc áo lễ làm lễ Đức Cố đi. Rồi Đức Cố là khuyên là Đức ông ráng về lo tu. Cho nên khi mà ông đã đi viếng ở Tà Lơn với Đức Thầy đó, trong 8 ngày mà ông viếng được có 6 ngày, còn 2 ngày về ông đau 2 tháng. Thì sau khi đó về ông tuyên bố với bà con, nói là bà con ơi, tôi đã gặp vàng thiệt rồi. Chứ lúc mà chưa đi với Đức Thầy đi Tà Lơn đó thì ông nói Đức Thầy như là cái dạng như là đồng bóng thôi. Ông lên bà xuống thôi, chứ không có gì là tiên Phật hết. Từ khi đó mà ông đi với Đức Thầy một chuyến đó rồi về, ông nói là tôi đã gặp vàng thiệt rồi. Do đó mà người tín đồ Phật giáo chúng ta phải là nằm lòng trong cái lời Châu Ngọc Đức Thầy đã chỉ dạy, là quyển giác mê tâm kệ, để rồi chúng ta giữ một cái lòng chân chánh trở về cái nội tâm, chúng ta nhận định được cái nào tà chánh chân giả. Nếu lọt vào tà rồi chúng ta sẽ đi đến cổ, cái chỗ là khổ đau. Con ma thì ma bắt con Phật, Phật nhiều đó. Cho nên Đức Thầy đã khẳng định là nếu chúng ta ráng lo tu thì đến lâm cảnh khổ có ta, với lịch Phật, với lệnh Phật bà cứu vớt dùm to, dùm cho. Hay là hãy ráng sức thi hành sẽ có Thầy ủng hộ. Như vậy thì trong chúng sanh nghĩ tận đu đầu về cực lạc mới là hết khổ. Đạo lý từ đây nhiều chỗ, nhiều chỗ, nhiều nơi luôn quý vị à. Cứ không phải là một nơi một chỗ đâu. Bây giờ có thể nói là tín đồ Phật giáo hòa hảo mà còn chia sẻ, chia năm sẻ bảy hết trơn. Tuy rằng nói là con một cha chứ thật ra là nó nhiều cha dữ lắm à. Thì chúng ta phải cố gắng, phải ôm sát giáo lý Đức Thầy mà chúng ta ráng lo tu đi. Để rồi nào đó khi mà cái đời này có tận diệt, có tang thương biến hải, thì chúng ta sẽ được Phật, được Thầy sẽ gia hộ và cứu độ chúng ta. Chứ chúng ta đừng tìm Đức Phật, đừng tìm Đức Thầy. Chúng ta ráng lo tu đi rồi ngày nào đó chúng ta sẽ gặp Phật, gặp Thầy. Như vậy thì qua một cái đoạn giảng, Đức Thầy đã chỉ dạy chúng ta đó, trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, tức là biết được cái kiếp sống con người chúng ta là kiếp sống đau khổ, sanh già bệnh chết, ái biệt ly mưu cầu bất đắc, mưu cầu bất đắc ái biệt ly quan tới hội ưu sầu lâu ngày, hay là sanh già, hay là sanh trụ dị diệt, nó có theo cái định lệ này. Rồi biết được khổ chúng ta phải tìm hạnh phúc an vui. Qua Đức Thầy đã chỉ dạy trong cái cõi cực lạc, cái cõi là trang nghiêm và thanh tịnh, chúng ta phải ráng tu về đó. Cho nên Đức Thầy khẳng định là trời quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặn về Tây, lúc huỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Đèn trí soi đầy là ai cũng xưng mình là trí không à. Cũng như là cái đạo, đạo tà đó, mà nó xưng nó là chánh không đó. Thì phải tìm nẻo thẳng, tìm một con đường về cực lạc mới được quý vị. Nếu không thôi chúng ta sẽ lạc vào cái đường tà. Thì trong một cái đoạn giảng mà chúng tôi vừa trao đổi cùng quý vị là trong sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc là đạo với lý nhiều từ đây nhiều chỗ, nhiều chỗ nhiều nơi, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Lọc lừa ai cũng đạo dạ, ai cũng nói là ngon, nói tu tu ngon lắm, tu mấy chục năm không à, nó tu ăn là 5-6-70 cụ hủ trao gì đó. Mình đừng có nói mình tu ngon quý vị. Mình ráng là tu ngon hay không là Đức Thầy nói là lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước với miền trần gian. Mình tu thế nào thì ráng là tu theo lời Đức Thầy chỉ dạy đi, rồi chúng ta sẽ gặp Phật, gặp Thầy. Đừng có chạy theo đó. Cái chỗ mà khi ta nói là hay ho hoặc đồn Đức Thầy về ở đâu đó, mình chạy theo lơ mơ mình lầm quý vị. Thì nhân đây chúng tôi kể một câu chuyện ngày ông tổ U Ba Cúc Đa đó, thì ổng lâu không gặp Đức Thế Tôn.
Cái bữa nọ là ông gặp Thiên Ma 3 tuần, ông nói thôi giờ ông làm ơn ông giả Đức Thế Tôn của tôi đi, tôi chiêm ngưỡng cái Đức Phật. Thì trong khi đó là ông cái Thiên Ma 3 tuần nó hiện Đức Phật, thì trong cái đó Đức Phật ngài đi trước rồi, nó 2.500 vị tỳ kheo đi ở phía sau, thì lúc đó là đã biết trước rồi đó nghe. Ông kia ông hiện đẳng là tưởng nhớ đã thấy Đức Thế Tôn thôi, mà khi mà ông hiện Đức Phật và 2.500 vị tỳ kheo thì ông tổ Ba Khúc Đa này ổng sụp xuống lại, thì lúc đó là Thiên Ma Ba Tịnh né bên rồi, tổ đâu phải thượng đâu. Thành ra nếu lại là giảm thọ là xuống luôn đó. Như vậy thì quý vị thấy nhiều khi nó giả ra mình biết không được quý vị ơi. Do đó mà chúng ta phải là nắm chặt cái giáo lý, nắm chặt cái la bàn qua lời Đức Thầy đã chỉ dạy, thì chúng ta mới khỏi là lầm đường lạc nẻo. Như vậy thì qua hai cái câu, qua bốn câu giảng của quý hành đề đã nêu ra đó, thì chúng tôi cũng cô động gọn thì trao đổi với sự hiểu biết của mình qua cái lời trong cái chứng minh qua lời thầy, qua ý kinh đó chỉ dạy. Thì trong chúng sanh nghĩ tận đu đầu về cực lạc mới là hết khổ, đạo lý từ đây nhiều chỗ phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ, chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ, thiểm được thân sau cao quý. Thì nếu chúng ta lọt vào ấy con đường tà rồi thì chúng ta sẽ đi đến chỗ là khổ đau tương lai sau này, thì lúc đó chúng ta nhờ Phật nhờ thầy cứu cũng không được, không bao giờ. Như vậy thì trong cái buổi gặp gỡ hôm nay chúng tôi cũng mạo muội trao đổi sự biết của mình qua lời châu ngọc của Đức Thầy trong bốn câu giảng giác mê tâm kệ, thì chúng ta phải để nơi lòng mình để ráng lo tu lo hành, ăn chay cúng lại niệm Phật, làm lành giữ giới, để sau này chúng ta sẽ được gặp Phật gặp thầy, mà Đức Thầy đã khẳng định là dầu cho nay xa cách sở tề, sau thầy tớ gặp nhau Phật cảnh. Hoặc giả là bây giờ kẻ sở người tề, hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Kính thưa quý vị, thì trong buổi gặp gỡ hôm nay chúng tôi cũng trao đổi với sự hiểu biết của mình, ngưỡng mong toàn thể quý vị hoan hỷ bổ chính cho những điều còn thiếu sót, chúng tôi xin chân thành đa tạ. Rồi trước khi dứt lời cũng không gì hơn, cũng còn vì ơn trên 10 phương chư Phật có linh tổ thầy chư vị sơn thần chư vị năm non bảy núi đồng gia hộ, toàn thể quý vị được thân tâm thường lạc đạo quả chân dung để giữ đạo chờ thầy, chừng nào thầy lại giao trung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.